chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng. Và chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức kinh tế tài chính mới nhất trong 20 phút sắp tới của bản tin. Có một nghịch lý, tuy Việt Nam được đánh giá là điểm đầu tư hấp dẫn với thị trường tiêu thụ giá trị khoảng 45 tỷ đô la Mỹ, hàng loạt các hiệp định thương mại thế hệ kỳ vọng tạo cú hích cho xuất khẩu. Thế nhưng vốn đầu tư nước ngoài vào chế biến thực phẩm chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng vốn đầu tư. Và tại triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2019 do Bộ Công Thương tổ chức, bài toán làm sao để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này lại một lần nữa được đặt ra. Trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thì có thể lấy ví dụ chẳng hạn như ngành sữa thì nguồn nguyên liệu trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu, hay đối với ngành dầu ăn thì 90% nguyên liệu cũng đang phải nhập khẩu. Ngay cả các chế phẩm như là chế phẩm enzyme thì nguồn nguyên liệu trong nước cũng chưa đáp ứng được, và đây trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến cho việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm trở nên khó khăn. Vì thế, phần lớn dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm ở nước ta hiện nay vẫn thuộc nhóm thu hồi vốn nhanh như ngành đồ uống, chứ ít có nhóm chế biến sâu. Và các nhà đầu tư nước ngoài thì họ rất ngại, bởi vì khi đầu tư vào mà cái nguồn nguyên liệu không đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì họ sẽ rất khó khăn trong việc thu hồi vốn. Dù đã có những chính sách ưu đãi đầu tư, nhưng ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam hiện vẫn chưa thu hút được nhiều đầu tư từ các nước có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm mạnh như Mỹ, Australia hay EU. Nguồn FDI hiện nay chủ yếu vẫn đến từ các nước công nghiệp mới như Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc. Do vậy, nhiều ý kiến nhận định giải bài toán thu hút đầu tư phải bắt đầu từ nút thắt vùng nguyên liệu. Hiện nay thì các địa phương cũng đã rất là có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong cái việc mà thứ nhất là có thể là cùng phối hợp với cả người nông dân chuyển giao quyền sử dụng đất và cùng phối hợp với người nông dân trong việc mà làm sao hướng dẫn để họ trồng được nguồn nguyên liệu sạch. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cho rằng đẩy mạnh chuyển giao tiếp thu công nghệ cũng giúp gỡ nút thắt thu hút đầu tư. Thực chất ra vấn đề của chúng ta quan trọng nhất là đầu ra. Khi chúng ta có được cái thị trường điểm đến của chúng ta tốt thì cái việc kêu gọi cái việc đầu tư công nghệ mới cũng như là những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng không hề khó. Từ cái việc xác định cái sự tồn tại của chúng tôi trên thị trường thì chúng tôi đã định hình ra được cái sản phẩm mà chúng tôi cần sản xuất. Thì từ cái việc định hình ra sản phẩm đó thì ra được những tiêu chuẩn kỹ thuật. Và từ cái tiêu chuẩn kỹ thuật đó thì chúng tôi yên tâm để chúng tôi có thể đầu tư và kêu gọi những nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư nước ngoài tham gia chung tay cùng với chúng tôi để đầu tư, để tạo những sản phẩm có chất lượng cao. Thì ít nhiều mình cũng thể hiện được và chứng minh được mình có những cái sản phẩm mà mình có những cái cơ sở và có nghĩa là ứng dụng các cái công nghệ mới. Đặc biệt á, là chúng ta nghiêng về mặt nông sản á, thì rất là tốt. Bởi vì cái việc chế biến nông sản chúng ta hiện nay thì nó hơi nghiêng về mặt thô nhiều hơn. Năm 2030, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản đặt mục tiêu 70 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 2 lần so với hiện tại. Do vậy, gỡ nút thắt thu hút đầu tư để có ngành sản xuất quy mô lớn và hiện đại là hướng đi tất yếu.